Kinh văn. Thế nào là vẫn đục? A Nan, ví như nước trong vốn sẵn là thanh khiết, lại như các thứ bụi đất tro cát vốn là chất ngăn ngại. Hai thể chất ấy vốn đã như vậy, không hợp nhau được. Như có người thế gian lấy bụi đất kia ném vào nước trong, trạng thái khuấy trộn đó gọi là vẫn đục. Năm lớp vẫn đục của ông cũng giống như vậy. Giảng giải. Thế nào là vẫn đục? Để giảng giải năm lớp vẫn đục, trước hết Như Lai sẽ giải thích chữ vẫn đục, trược, cho ông. A Nan, ví như nước trong vốn sẵn là thanh khiết, không có một chút lợn cợn trong đó, lại như các thứ bụi đất tro cát vốn là chất ngăn ngại, các thứ ấy có tính chất không trong suốt, dung thông. Hai thể chất ấy vốn đã như vậy, không hợp nhau được. Đó là tính chất của nước và đất bụi, không thể hòa hợp với nhau được. Nước thì trong và đất bụi thì cứng và bẩn. Nước không đi chung với bùn đất được, và bụi đất không hòa theo nước được. Như có người thế gian lấy bụi đất kia ném vào nước trong. Người thế gian ở đây là dạng người phàm phu nói chung, người còn mê mờ chưa tu đạo. Họ không biết làm việc gì nên mới kiếm chuyện để làm. Họ lấy chút đất rồi bỏ vào trong nước trong. Nhiều ít đất, có thể nhiều, có thể ít. Nếu anh ta có một bình nước thì có lẽ anh ta dùng cả nắm đất. Nếu đó là một xô nước thì anh ta phải dùng cả xẻng đất. Nếu anh ta thấy một hồ nước thì có lẽ phải dùng cả tấn đất. Không có khối lượng nhất định. Vấn đề là đất và nước trộn lẫn vào với nhau. Có thể là ít hoặc nhiều, lớn hoặc nhỏ. Quý vị hình dung như thế nào khi anh ta ném đất bùn vào trong nước? Có một phản ứng hóa học. Khi ấy, đất thì mất tính chất ngăn ngại, nước thì mất tánh tinh khiết. Khi đất gặp nước thì nó tan ra, bỏ mất tính cứng của nó đi. Nước vốn thanh khiết trở nên dơ và đục. Kết quả là một hỗn hợp chẳng phải nước, chẳng phải đất. Đây là chuyện để cho ngành hóa học khám phá. Quý vị không nên nghĩ đó là chuyện đơn giản. Trạng thái khuấy trộn đó gọi là vẫn đục. Năm lớp vẫn đục của ông cũng giống như vậy. Bốn yếu tố trong thân quý vị, đất, nước, lửa, gió, trở thành năm lớp vẫn đục cũng theo tiến trình như vậy. Kinh văn. A Nan, ông thấy hư không khắp cả mười phương thế giới mà chẳng thấy phân ra hư không và tánh thấy. Tuy vậy, có hư không mà không có thực thể, có tánh thấy mà không có tánh biết. Hai bên đã đan dệt với nhau mà thành. Đây là lớp thứ nhất, gọi là kiếp trược. Giảng giải. A Nan, ông thấy hư không khắp cả mười phương thế giới mà chẳng thấy phân ra hư không và tánh thấy. Ông có thể phân biệt ra cái nào là tánh thấy, cái nào là hư không chăng? Có một đường vạch ngang giữa tánh thấy và hư không hay sao? Có nghĩa là tánh thấy và hư không là một và đồng nhất. Quý vị có thể nhìn thấy, nhưng cơ bản là không có vật để thấy. Tánh thấy chính là hư không, và hư không là tánh thấy. Tuy vậy, có hư không mà không có thực thể. Thể của nó chính là hư không, có người lý luận. Được rồi, thế thì hãy giữ cái thể ấy rồi đưa tôi xem. Quý vị chẳng nắm bắt được nó, rốt ráo trong đó chẳng có gì cả. Tánh thấy chính là ở trong hư không, nhưng sẽ không bao giờ có chút nào sự chống trái nhau giữa hư không và tánh thấy. Dù nó đang hiện hữu, nhưng tánh thấy không bao giờ đòi hỏi hư không phải di tản đi nơi khác. Không có sự xung đột nào giữa hai thứ ấy,
mặc dù bây giờ là thời mạt pháp, là thời kỳ đấu tranh kiên cố, nhưng hư không và tánh thấy chẳng có chút bất hòa nào. Có tánh thấy mà không có tánh biết, tánh thấy tự nó vắng bặt cái biết. Tánh biết nằm trong chính mình, chứ không nằm trong tánh thấy của quý vị và ngược lại. Trong trường hợp này, ở đâu có hư không thì không có thực thể, và có tánh thấy thì không có cái biết. Hai bên đã đan dệt với nhau mà thành. Đây là lớp thứ nhất gọi là kiếp trược. Đó là cách thức mà kiếp được hình thành. Người thế gian không có việc gì để làm nên ném ít đất bụi vào trong nước. Và bây giờ quý vị đã bị hòa lẫn tánh thấy của mình với hư không cũng tương tự nhau. Kết quả là tạo nên kiếp trược. Chữ kiếp có gốc tiếng Sanskrit là Kalpa, dịch nghĩa là thời phần. Kinh văn: thân ông hiện bám lấy tứ đại làm tự thể, nên cái thấy nghe hay biết bị ngăn ngại. Trở lại làm cho các thứ đất nước lửa gió thành ra có cái hay biết. Các thứ đó đang dệt nhau, hư dối mà thành. Đây là lớp thứ hai gọi là kiến trược. Giảng giải: thân ông hiện bám lấy tứ đại làm tự thể, ông không có được tự do, vì tứ đại đã hợp thành thân thể ông rồi. Cùng với sự kết hợp này là sự hình thành nên các tánh thấy nghe hay biết. Bốn yếu tố này đã khiến cho các tánh thấy nghe hay biết ấy bị ngăn ngại. Trở lại làm cho các thứ đất nước lửa gió thành ra có cái hay biết. Nó chạy tới chạy lui và một nhận thức sai lầm sanh khởi. Khi điều ấy xảy ra, các thứ đó đang dệt nhau, hư dối mà thành. Đây là lớp thứ hai gọi là kiến trược. Các nhận thức sai lầm lại giao xen với nhau tạo nên nhận thức sai lầm khác, đó là kiến trược. Sự giải thích về ngũ trược mà tôi có lần đã nói ở trước là hoàn toàn khác với ở đoạn này. Đoạn kinh trước đã nói về ngũ trược trong phạm trù thế giới, còn ở đây ngũ trược được giải thích trong phạm trù thân thể của mình. Thật vậy, cái hỗn trược bên ngoài sở dĩ có là do ngũ trược bên trong. Vì vậy, nên quý vị nên tịnh hóa các ngũ trược cụ thể hữu hình, thì các ngũ trược bên ngoài sẽ được tiêu trừ. Kinh văn: lại nữa, trong tâm ông do sự nhớ biết học tập mà tánh phát ra thấy biết, dung nạp sáu trần, rời tiền trần thì không có tướng, rời cái biết thì không có tánh. Những điều đó đang dệt nhau, hư dối mà thành. Đây là lớp thứ ba gọi là phiền não trược. Giảng giải: lại nữa, trong tâm ông do sự nhớ biết học tập mà tánh phát ra thấy biết. Tụng tập hay học tập ở đây có nghĩa là học tập nghiệp chướng cả kinh điển Phật Pháp lẫn kinh luận thế gian. Dung nạp sáu trần, những tác dụng này làm thành cái thấy biết, nhận biết được những thứ vốn mình chưa hề hay biết, và quan niệm, nhận thức, hiểu những điều mà mình chưa từng hiểu. Nhưng kiến thức thu thập được từ sách vở lại thuộc về trí thế gian, chưa phải là rốt ráo, chưa phải là sự khai mở chân thực của tự tánh. Khi mình đã có hiểu biết thì sáu trần sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp liền thành hình. Rời tiền trần thì không có tướng. Nếu quý vị tách rời trần lao ra thì chẳng có thực thể hoặc tướng trạng. Rời cái biết thì không có tánh. Đang dệt nhau, hư dối mà thành. Nếu chúng không kết hợp với nhau thì chẳng có gì hư vọng. Một khi đã có chân thì liền có vọng. Không có chân thì không có vọng. Khi có vọng thì sẽ có chân. Chân và vọng là hai khái niệm đối đãi thuộc phạm trù tương đối. Như Lão Tử đã từng nói: đại đạo phế hữu nhân nghĩa,
trí huệ xuất, hữu đại ngụy, lục thân bất hòa, hữu hiếu từ, quốc gia hôn loạn, hữu trung thần. Khi đại đạo đã tiêu trầm thì người ta mới nói về nhân nghĩa. Khi đại đạo vẫn còn lưu hành thì chẳng có ai cần đến điều nhân nghĩa. Khi mọi người đang tu đạo, ai cũng biết rõ là không nên làm cho người khác sinh khởi phiền não. Mọi người đều biết phải tôn trọng chính mình và tôn trọng người khác. Thế nên không cần phải nói về nhân nghĩa nữa. Khi con người đều thông minh trên mức trung bình một tí, chẳng có ai trong đó có thể lừa gạt người khác. Chỉ khi nào có người thông minh xuất hiện và nhận thấy rằng những người chung quanh mình sao quá ngu mê. Do sự so sánh như vậy, họ liền quyết định làm trò lừa dối các người kia. Ngoại trừ những người thông minh như họ ra, chẳng có ai nhận biết được chuyện đó. Thế nên khi có kẻ thông minh xuất hiện thì có sự xảo trá hư ngụy. Nếu họ thực hành đạo ngũ luân, năm đạo lý tôn trọng lẫn nhau giữa 1. Vua và quần thần, 2. Cha và con, 3. Vợ và chồng, 4. Anh và em, 5. Bằng hữu, thì chẳng có ai đã động tới chuyện cha hiền con hiếu. Nhưng khi cha không hiền, con phải tỏ ra có hiếu hơn, thì đây là lúc chữ hiếu được nói tới. Hoặc nếu khi con bất hiếu thì cha phải càng hiền từ hơn. Do vậy, khi lục thân bất hòa thì mới cần người con có hiếu. Làm sao có thể biết được ai là trung thần trong thời kỳ đất nước yên bình, ai là người phản nghịch? Khi đất nước yên bình, những kẻ trung thần không bao giờ mang áp phích cổ động với dòng chữ trung thần, cũng không ai chụp vào mình cái mũ phản quốc. Nhưng khi quốc gia bị xáo trộn, lòng trung thành trong mỗi vị trung thần tự nổi dậy. Đó là lý do tại sao người thời nay đánh giá rất cao Nhạc Phi. Vì khi đất nước bị xâm lăng, ông dám đương đầu chống trả. Đạo lý trong đoạn kinh này cũng giống như điều của Lão Tử muốn nói. Nếu chỉ có một yếu tố thì sẽ không có gì trở nên hỗn trược. Nhất chân pháp giới, hoặc Như Lai tạng, hoặc hư không, không bao giờ sinh khởi thành hỗn trược. Nhưng vì chúng kết hợp với nhau và hình thành một khối, nên hư vọng sanh khởi. Điều này chứng minh rằng trong mọi pháp đều có cái chân, cái ngụy, cái giả, cái thật. Thế nên, ngay cả trong Như Lai tạng cũng có cái hư vọng phát sinh từ cái chân thật. Cũng tương tự như vậy, trong thân thể con người vốn là vật hữu hình, thể rắn, nhưng bên cạnh đó chúng ta còn có một cái bóng. Trong pháp ẩn dụ, cái bóng biểu tượng cho hư vọng sinh khởi từ cái chân thật, cái bóng biểu tượng cho vô minh. Từ vô minh mà các vấn đề khác phát sinh. Và ở đây, cái hư vọng phát sinh từ lớp thứ ba được gọi là phiền não trược. Kinh văn. Lại nữa, tâm ông sớm chiều sanh diệt không ngừng, cái thấy biết thì cứ muốn lưu mãi ở thế gian, mà nghiệp báo chuyển vần luôn luôn đổi dời từ cõi này đến cõi khác. Những điều đó đang dệt nhau, hư dối mà thành. Đây là lớp thứ tư gọi là chúng sinh trược. Giảng giải. Lại nữa, tâm ông sớm chiều sanh diệt không ngừng, niệm tưởng của ông sanh rồi diệt suốt ngày không hề dừng nghỉ. Cái thấy biết thì cứ muốn lưu mãi ở thế gian. Cái thấy biết ở đây chỉ cho ý muốn của quý vị vẫn thích lưu lại mãi ở thế gian này. Quý vị muốn bất tử, quý vị muốn lưu lại nơi này mãi mãi và không bao giờ chết, mà nghiệp báo chuyển vần luôn luôn đổi dời từ cõi này đến cõi khác. Cái thân nghiệp báo của quý vị đi đầu thai từ cõi này đến cõi khác, từ đời này đến đời kia. Những điều đó đang dệt nhau, hư dối mà thành. Đây là lớp thứ tư gọi là chúng sinh trược. Vì tâm tưởng của quý vị luôn luôn tương tục sanh và tương tục diệt, cũng giống như những chúng sinh tương tục sống chết,
do vậy gọi là chúng sinh trược. Kinh văn: cái thấy nghe của ông vốn chẳng phải là tánh nào khác, do các trần cách trở nên bỗng nhiên trở thành khác. Tánh thì vẫn biết nhau, nhưng trong phần dụng thì trái nghịch nhau. Cái đồng, cái khác mất hẳn chuẩn đích, cùng đang dệt nhau, hư dối mà thành. Đây là lớp thứ năm, gọi là mạn trược. Giảng giải: A Nan và tất cả các ông đều chưa chứng được quả vô lậu. Cái thấy nghe của ông vốn chẳng phải là tánh nào khác. Chúng chẳng phải là hai thứ xuất phát từ hai nguồn, chúng là một và đồng nhất. Do các trần cách trở nên bỗng nhiên trở thành khác. Tánh thì vẫn biết nhau, nhưng trong phần dụng thì trái nghịch nhau. Tánh thấy và tánh nghe cùng chia nhau một nguồn hiểu biết chung. Nghĩa ở đây là nguyên y nhất tinh minh, phân thành lục hòa hợp. Thế nên, chân tánh sáng suốt có một cái biết chung, nhưng chức năng, tác dụng của sáu thứ thì khác nhau. Sự phân chia thành sáu phương diện gây ra những tác dụng khác nhau mà lại trái nghịch nhau. Mắt có thể thấy chứ không thể nghe, tai có thể nghe chứ không thể thấy, mũi có thể ngửi chứ không nghe, không thấy được, lưỡi có thể nếm biết mùi vị chứ không thấy, nghe, ngửi được. Cái đồng, cái khác mất hẳn chuẩn đích, nó không có tính nhất định. Vì sáu căn mất hẳn tính đồng nhất với nhau, nên tác dụng của nó cũng mất hẳn tính chính xác. Nó vốn không đồng, không khác, nhưng nhìn qua hai phương diện, thấy thiếu sự phân định rõ ràng, dứt khoát. Do vậy nên nói, cái đồng, cái khác mất hẳn chuẩn đích. Cùng đang dệt nhau, hư dối mà thành. Đây là lớp thứ năm, gọi là mạn trược. Kinh văn: A Nan, nay ông muốn cho cái thấy, nghe hay biết của mình quay về khế hợp với bốn đức thường lạc ngã tịnh của Như Lai. Giảng giải: A Nan, nay ông muốn cho cái thấy, nghe hay biết của mình, tính ngửi và tính nếm cũng bao gồm trong nghĩa này, quay về khế hợp với bốn đức thường lạc ngã tịnh của Như Lai. Cái thấy, nghe hay biết vốn sinh khởi từ những vọng duyên. Nay ông muốn nó quay trở về và hoàn toàn khế hợp với Như Lai Tạng và bốn đức Niết Bàn, thường lạc ngã tịnh. Kinh văn: trước hết, ông phải xác định cái gì là cội gốc sanh tử, rồi nương vào tánh không sanh không diệt, rỗng lặng trùm khắp để thành tựu. Giảng giải: ông muốn khế hợp với tánh Như Lai Tạng, trước hết ông phải xác định cái gì là cội gốc sanh tử, rồi nương vào tánh không sanh không diệt, rỗng lặng trùm khắp để thành tựu. Dùng tâm thanh tịnh, vắng lặng, viên mãn thì ông sẽ khế hợp với tánh Như Lai Tạng. Kinh văn: dùng cái vắng lặng mà xoay chuyển các thứ sanh diệt hư vọng để trở về nơi bản giác, được tánh giác sáng suốt không sanh diệt làm cái tâm tu nhân. Giảng giải: dùng cái vắng lặng mà xoay chuyển các thứ sanh diệt hư vọng, dùng tính vắng lặng của Như Lai Tạng để khiến cho cái hư vọng xoay chuyển và không còn hư vọng nữa, để trở về nơi bản giác. Hàng phục mọi phiền não, trở về với bản giác, được tánh giác sáng suốt không sanh diệt làm cái tâm tu nhân. Đây là tâm mà ông dùng để phát khởi tu tập lúc ban đầu. Đừng dùng tâm sanh diệt, mà hãy dùng tâm thanh tịnh, vắng lặng, viên mãn, không sanh không diệt. Kinh văn: sao mới thành tựu quả địa tu chứng? Giảng giải: nếu trong nhân địa dùng tâm thanh tịnh, vắng lặng, viên mãn, không sanh không diệt để tu tập, thì sao mới thành tựu quả địa tu chứng? Quả địa chỉ cho sự thành tựu quả vị Phật hoặc Bồ Tát. Nếu quý vị đem hết nỗ lực để tu tập
và để thể nhập Phật Pháp chân thật, thì quý vị sẽ có công phu rất nhanh chóng và tất nhiên sẽ chứng được quả vị. Ha ha ha, 问什么的所和。